sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay có một số cây sứ thá, sứ hạ lai tạo đã nở hoa thì con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Và cái hàng này thì con đóng hàng đi là hai cây trở lên con mới gửi đi ha cô chú và anh chị. Rồi, mình có cây số 1. Đây là sứ hạ lai tạo ạ. Cây số 1 này có hoa nó dạng cánh kép nè ha. Hoa nè. Màu sắc như hình luôn, đỏ. Có pha tí trắng ở chính giữa cánh ha. Cái hoa này nó nở đã được mấy ngày rồi. Lúc nó mới ra thì cánh nó có hơi tím tím ở ngoài cái viền. Cây mình chiều cao của nó khoảng là 40 cm. Phân tàn ra khá là nhiều luôn ha. Cái này là nở cái hoa, cái tựa ở dưới. Còn ngọn nó thì chưa có. Rồi cây này số 1, 100.000. Tới số 2. Số 2 mình có cây hoa hai lớp. Màu vàng cam, sọc hồng, cánh nhọn ạ. Họng màu vàng ha. Cái hoa này nhìn vô màu sắc nó rất là sặc sỡ luôn. Nở một hoa và còn một số nụ. Chiều cao của cây mình thì khoảng 40 cm. Ở dưới phân tàn ra được 6 tựa. Phân tàn phía dưới gốc 6 tựa ha. Lên trên cao. Cây này là số 2, 150.000. Số 3 có cây hoa hai lớp. Hoa này hai lớp ha. Màu viền à. Màu vàng cam, ở ngoài nhìn nó là màu vàng cam. Nó có pha tím. Cánh nó viền tím tím ạ. Điểm nhấn nó là cái sọc đỏ, chạy sọc đỏ giữa cánh hoa. Chiều cao của cây mình là khoảng 40 cm. Phân tàn ra khá là nhiều. Cây mình đang phát triển rất là xum xuê luôn. Nè, phân tàn ra phía dưới 4 tựa. Lên đây một ngọn chính và một ngọn phụ thêm đây nữa. Ngọn phụ nó đang cho chùm nụ nữa nè ha. Ngọn chính là nở một hoa và còn một số nụ khá là nhiều. Rồi cây này là số 3, 150.000. Tới cây số 4, mình có cây hoa hai lớp. Phân tàn ra một tựa, chiều cao khoảng 25 cm, 80.000. Số 5. Số 5 là cây hoa ba lớp. Màu vàng cam ha, cái nền hoa là màu vàng cam. Sọc đỏ, cánh viền hơi tím. Chiều cao cây là khoảng 20 cm. Phân tàn ra 5-6 cái tựa. Phía dưới gốc là 6 tựa, lên đây một tựa nữa ha. Lên gần ngọn chính một tựa nữa. Nở một hoa và còn một số nụ. Rồi số 5 này là 150.000. Tới cây số 6, mình có cây hoa ba lớp. Màu đỏ ha, có pha tí trắng ở giữa cánh hoa lớn đớm đó. Nở một hoa và còn một số nụ. Chiều cao của cây mình thì khoảng là 45 cm. Phân tàn phía dưới gốc ra được 6 cái tựa. 100.000, số 6. Tới số 7 là con có một lô 5 cây 150.000. Trong đó là có một cây hai lớp và 4 cây 5 cánh. Rồi, màu vàng cam, sọc hồng, 5 cánh. Có phân tàn ha. Rồi, cây này hoa này 5 cánh màu hồng. Nửa màu hồng, nửa cánh màu trắng ha. Cũng có phân tàn ra luôn. Tiếp số 7 nữa. Hoa hai lớp. Cao khoảng 20 cm. Có phân tàn. Số 7 nữa nè. Màu hồng, sọc hồng đậm. Cao khoảng 20 cm, nở hai hoa còn một số nụ. Một cây số 7 nữa là hoa màu hồng. Có lem lem ra màu đỏ ha, lem màu đỏ ra phía cánh. Phân tàn ra được 3-4 tựa. Dường như hai tựa lớn này là có nụ hết à. Rồi còn hai tựa phụ đây nữa ha. Lô này là số 7, 5 cây 150.000. Tới lô số 8,
Số 8 là cũng 5 cây luôn, 150 luôn, có một cây hoa 2 lớp. Rồi, hoa 5 cánh. Trong màu trắng viền hồng ha. Cây phân tàn ra phía trên, 3 tựa. Một cây hoa 5 cánh, màu sắc như hình luôn. Rồi, tiếp cây 5 cánh nữa, màu vàng. Có cái sọc hồng chạy chính giữa cánh. Phân tàn ra cũng một số tựa. Một cây hồng. Hồng. Chính giữa cái hồng đậm ha. Cánh nó 2-3 màu luôn. Hồng màu trắng, là cánh có viền hơi tím tím. Cây lên trên ngọn ra được 3 cái tựa. Rồi, tiếp cây 2 lớp của lô số 8. Cây này nó nở ra 2 lớp, nhưng con nghĩ nó là mình chăm sóc nó tốt, nó ra 3 lớp nữa, ở trong nó còn ngãn nữa nè. Rồi, hiện tại mình thấy 2 lớp thì tính 2 lớp đi. 2 lớp màu hồng, cánh hơi dúng, có viền nữa nè nha. Chiều cao của nó là khoảng 25 cm. Rồi, lô này số 8, 5 cây 150 luôn. Rồi, con cảm ơn cô chú và chị đã quan tâm theo dõi ạ.